À, cảm ơn quý vị nhiều, và sau đây Hoàng xin giới thiệu đến quý vị một nữ ca sĩ rất là xinh đẹp, duyên dáng và đặc biệt, hát rất là hay, rất là hot và sexy. Xin mời quý vị đến với ca sĩ Khương Vy. Cảm ơn anh. Chúc mừng năm mới. Cho phép Khương Vy xin gửi lời chào đến tất cả mọi người và nhân dịp năm mới. Khương Vy xin chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và nhân dịp mùa xuân đến, Khương Vy sẽ gửi đến một ca khúc được mang tên Điệp Khúc Mùa Xuân. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe.